Các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu và mình bắt đầu tô con lạc đà đây các bạn. Đây cái tất, tô cái tất. Áo khoác. Lạc đà. Con voi. Chào các bạn, mình đã tô màu xong. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Chào các bạn, mình hôm nay lại tô màu trống, nhựa vằn, bóng rổ và đàn phiếu gỗ và kèn. Bóng rổ.
Ngựa vằn ha. Cảm ơn.